Thưa quý vị, Bồ Tát Quan Âm là biểu tượng của lòng từ bi không cùng tận. Hạnh nguyện của Ngài là lắng nghe, thấu hiểu để xóa tan khổ đau và mê lầm của chúng sinh. Hãy trải nghiệm ca khúc của nhạc sĩ Quý Luân được mang tên Hạnh nguyện Quan Âm với tiếng hát của nghệ sĩ Ngân Huệ. Đi an lạc đồng
hong om mani pet me 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 hong Om mani padme hum, om mani padme hum.